đẹp quá tiết xuân lịch sử, đã đến thềm đất nước đây rồi. Mỗi người chúng ta ai cũng bồi hồi mừng đất nước ngàn năm văn hiến. Mỗi câu thơ vang lên là những lời ca đầy hào hùng của bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Qua bao biến cố thăng trầm, bao khó khăn gian khổ, vẫn không lùi bước, luôn xung kích tiến về phía trước, ngày đêm nỗ lực lao động và học tập để tiến vào kỷ nguyên mới. Với chủ đề Bình minh thanh niên Việt Nam, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Phổ thông Trung học Trần Hưng Đạo, chúng em đến từ chi đoàn 12A1 hân hạnh mang đến cho quý thầy cô cùng các bạn đoàn viên thanh niên sản phẩm dự thi của chúng em. Mong quý thầy cô và các bạn chú ý lắng nghe. Mùa xuân năm 1931, tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên. Sau khi được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 năm 1961 đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 làm ngày thành lập đoàn hàng năm. Từ đó, ngày 26 tháng 3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ thanh niên Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh quang. Nhiều thập kỷ trôi qua, biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối vòng tay lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang của đoàn, tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân, dũng cảm trong chiến đấu, luôn học tập và lao động hết mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống của bao thế hệ thanh niên đi trước, Ban chấp hành Đoàn Trường Phổ thông Trung học Trần Hưng Đạo liên tục tổ chức các cuộc thi phát động phong trào ý nghĩa cho đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Truyền thống hiếu học là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tiếp bước truyền thống của cha ông, Ban chấp hành Đoàn Trường đã giúp kết nối tình cảm của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên với hơn 100 thầy cô giáo trong nhà trường khi tổ chức cuộc thi vẽ tranh tri ân thầy cô nhân kỷ niệm ngày 20 tháng 11. Nhiều bức tranh dù không quá đẹp nhưng chứa đầy tình cảm của bao thế hệ học sinh đã được Ban chấp hành Đoàn Trường đóng khung gửi tặng đến các thầy cô với nhiều tình cảm chân quý. Không chỉ là lá cờ đầu trong các phong trào ngoài giờ học, chất lượng học tập của đoàn viên thanh niên cũng được đặt lên hàng đầu. Và đặc biệt hơn, Ban chấp hành Đoàn Trường đã phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp nhằm trang bị kiến thức cho học sinh khối 12 trong việc khám phá sở thích, khả năng nghề nghiệp của bản thân để xác định hướng đi sau khi tốt nghiệp, biết về thế giới nghề nghiệp và định hướng chọn ngành nghề phù hợp cho tương lai. Đoàn Thanh niên là tổ chức của thế hệ trẻ, mang sứ mệnh xây dựng, đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Để không quên những mất mát hy sinh của cha ông ta, Đoàn Trường thường xuyên tổ chức thăm viếng tượng đài liệt sĩ, thắp hương phần mộ của các liệt sĩ, thăm hỏi và động viên gia đình các thương binh nhân ngày thương binh liệt sĩ, để nhắn nhủ tới các thế hệ trẻ tương lai phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông. Thay đổi thời tiết, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nhanh và khó dự đoán, gây ra rất nhiều thiệt hại. Bão lũ kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống của mỗi cá nhân. Một phần nguyên nhân tất yếu là do thiếu đi màu xanh của cây cối, nhân tố thiết yếu cho sự sống. Vâng lời Bác Hồ dạy, hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng, Tết trồng cây, Đoàn Thanh niên Trường Phổ thông Trung học Trần Hưng Đạo dưới sự chỉ huy của cô hiệu trưởng đã tiến hành buổi lễ trồng cây nhân dịp đầu xuân năm mới, đảm bảo các quy chuẩn phòng chống dịch bệnh, cũng như lan truyền đến đoàn viên thanh niên của từng chi đoàn niềm cảm hứng say mê góp phần bảo vệ môi trường. Tết là lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay bản sắc Tết Việt đang dần bị phai nhạt, nhất là ngày càng mất đi giá trị bởi thế hệ trẻ. Nhằm để tuổi trẻ trường Trần Hưng Đạo hiểu rõ hơn về giá trị của Tết, giữ gìn được truyền thống của cha ông, Đoàn Trường đã tổ chức các cuộc thi giữa các chi đoàn như gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả,
vốn là những nét đẹp đặc sắc chỉ có trong Tết Việt. Ý nghĩa của cuộc thi chưa dừng lại ở đó, đoàn trường còn trao gửi những tấm bánh chưng tuy còn vụng về sơ sài đến cho những trẻ em còn gặp nhiều khó khăn trong bệnh viện. Dù không mang nặng giá trị vật chất nhưng lại đầy tình thương và sự chia sẻ. Trải qua 90 năm thành lập và trưởng thành cùng sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam nối tiếp nhau viết lên những trang sử vẻ vang, hào hùng. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, mỗi đoàn viên thanh niên trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tân tiến, đáp ứng với yêu cầu của đất nước trong thời đại mới. Tuổi trẻ Việt Nam xây dựng hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.